Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bơm đã có buổi khảo sát thực tế về công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn xã Hố Nai Ba. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hố Nai Ba, tính đến, đến nay trên địa bàn xã có trên 12.000 trường hợp đăng ký sử dụng đất, đạt 95% số thửa. Năm 2021, xã đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với 15 trường hợp vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích, ra quyết định xử phạt hành chính 11 trường hợp. Đoàn khảo sát đã đi kiểm tra thực tế tại các địa điểm thuộc khu vực ấp Lộ Đức, khu giáp ranh với huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa khu mỏ đá Thiên Tân vân vân. Qua kiểm tra cho thấy một số nơi có dấu hiệu phân lô và đã làm đường bê tông. Ủy ban nhân dân xã đã nhắc nhở yêu cầu phá bỏ, một số thì đang xây hàng rào bao quanh tại buổi khảo sát hội đồng nhân dân huyện yêu cầu xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật đất đai bằng nhiều hình thức thường xuyên giám sát đối với các hộ đang xây tường rào không cho các hộ tự ý làm đường để phân lô bán nền tổ chức kiểm tra và xử lý sớm xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm tránh tình trạng bùng phát ra nhiều hộ gây khó khăn cho việc xử lý sau này